Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. Chi rồi đây. Ngày hôm nay có tin cực kỳ hot, các bạn biết chưa? Trời đất ơi, giờ này mà còn chưa biết nữa hả? Skibidi Toilet đã có tập mới rồi. Nhưng mà hôm nay mà áo đôn đôn nha các bạn nha. Nhìn nè, tập này là tập thứ 70 phần 2 nha các bạn. Đây là một anh Dark Speakerman đang đứng trước chúng ta các bạn à. Có vẻ như chúng ta vẫn còn sống nha các bạn. Nhưng mà coi nè, đằng sau có một thứ gì rất là lạ lùng luôn. Một cái xúc tua công nghệ của tụi Skibidi Toilet. Có lẽ nào anh Dark Speakerman sẽ hy sinh với chúng ta trong tập này không vậy trời? Chắc không phải đâu ha các bạn ha. Thôi được rồi, hóng quá đi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô coi liền luôn nha các bạn. Để không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta bắt đầu video luôn nha. Nhớ lại cho video này một nút like, ủng hộ cho anh Jay làm tiếp nhé. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới để kênh mình sắp đạt được 3,5 triệu người đăng ký nha các bạn. Các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go baby. Ok các bạn à, ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng vô coi Skibidi Toilet tập thứ 70 phần 2 luôn nha các bạn. Nhưng mà trước video này, coi nè, thấy gì đây không? Đây chính là một tấm hình fan art mà có một bạn fan gửi cho mình. Cái gì đây? Like cho anh Jay nha. Trời ơi, dễ thương thì cái chứ, đúng là fan chân chính của mình. Nên là các bạn nhớ bấm like cho anh Jay, đừng có coi chùa anh Jay nha các bạn nha. Đây chính là chị TV Woman phải không? Anh Jay chấm cho bức hình fan art này là 10 điểm nha các bạn. Còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Ủa mà khoan, cái này sao giống như là tập 70 phần 1 với ta? Chắc là coi lại một chút xíu để ôn lại kiến thức cũ nha các bạn nha. Rồi vô luôn. Nè khúc này có con DJ Toilet xuất hiện nè. Chuẩn bị quẩy anh em ơi. Quá dữ. Quẩy đúng hay luôn bạn. Nhưng mà thằng dưới bôn, thằng Astro mới đúng, nó tới. Nó Astro Toilet là chủng loại của nó. Còn nó tên là Magnet. Thấy nó mạnh chưa? Nó ném lại cho anh ta tình cameraman luôn. Mày nghĩ mày lại. Nó anh ta tình cameraman nói với nó vậy á. Xong nó nói lại là you guy will die gì á. À, you all will die. Tất cả tụi bay sẽ phải. Ghê vậy sao? Nè nó giật cái kiếm ra luôn bạn. Mà nó còn cười cười mặt nó láo láo bạn à. Mà công nhận nó nhanh thiệt chứ. Cậy thì nó nhớ. Rồi tao với mày sẽ gặp lại. TV của mình nè. Let's go mày. Ok anh em ơi, cùng vô bên trong nào. Ok chị em mới đúng. Wow. Rồi các bạn, và đây chính là khúc cuối của tập thứ 70 phần 1 nè. Wow. Ây vô bro. Nhìn anh Dark Speakerman khúc này đúng ghê luôn các bạn. Wow, let's go baby. Oh my god, có bóng ma đằng sau mày thấy không? Và trên nóc này có một con Skibidi chắc luôn. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập mới 70 phần 2 nha, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì bình luận chữ sẵn sàng và cho cái video này của anh Jay một nút like nha các bạn. Hôm nay anh Jay mặc áo đôn đô rồi năn nỉ nó. Mấy ngày trước anh Jay chưa có giặt cái áo này, không dám mặc nữa. Mấy bạn kêu anh Jay ở dơ quá, hôm nay anh Jay giặt nó thơm tho rồi nha. Thơm quá trời thơm luôn, cho nên là bấm like cho anh Jay. Còn bây giờ thì vô coi video thôi, nó nhiều quá, let's go. Wait what? À, ok, coi lại khúc nãy. Nhìn qua xung quanh không có gì hết. Tắt đèn, mở đèn lên, thấy hai bóng ma. Có hai bóng ma lận mình phát hiện có hai bóng ma thiệt. Nè, có một cái bóng ma nó nằm ở đâu bên đây nè các bạn, hay là ở đây bên đây nè. Mình nhớ có một bạn fan gửi cho mình tấm hình đó để mai mốt mình cho các bạn coi sau nha. Và ở đằng sau đây có một bóng ma nữa. Con Skibidi đó. Cẩn thận anh em ơi, vô vị trí đây. Ủa, trời đất ơi, ông nội cameraman làm hết cả hồn mà. Làm gì mà đập tùm lum tùm la đồ dữ vậy cha. Làm ở đây tưởng Skibidi thì cái chuẩn bị tư thế nè. Mình là chuẩn bị móc kiếm mình xử nè các bạn. Thì ra là một ông nội cameraman này là trời ơi tưởng ai đâu không chứ. Rồi chào anh nha. Thằng này nó vô, đây chỉ là cái xác tối. Nó ném bom vô cậy Skibidi này. Anh em ơi cẩn thận. Skibidi còn biết vụ nữa hả anh ơi? Có nhận cẩn thận ơi. No. Một người nữa đã hy sinh các bạn ơi.
và anh ấy đã hy sinh để cứu chúng ta các bạn à. Cảm ơn rất nhiều. No, quá nhiều sự hy sinh trong phim này rồi. Ok, Dark Spiderman ôm Lucky Cameraman đi. Và ôm anh kia đi luôn. Mình thì dùng tài kêu người sói để leo lên tường. Ok, let's go. Rồi, sập luôn cái thang máy rồi các bạn. Oh my god. Wow. Why what? Cameraman Kirito đập tay của Dark Spiderman không cần hỗ trợ, đi ra. Tôi tự lên được. Có vẻ như Cameraman Kirito đang khá là tức giận các bạn ơi, nhưng mà làm cái gì không có được đâu. Anh em với nhau mà làm kỳ vậy. Tính anh Dark Spiderman rất là tốt nha các bạn. Làm gì là không tốt đâu nha anh Kirito. Ui tụi Skibidin, nó đang mở đèn nó kiếm chúng ta. Bây giờ tất cả tắt đèn đi. Đi từ từ thôi. Ok, đi theo tôi. Đi từ từ thôi nha. Night Vision, nhìn trong đêm. Ok, đi từ. Im lặng, từ nhẹ nhàng thôi. Mấy đứa này chơi dơ quá. Đang tắt đèn mà nó chơi nó mở đèn lên kìa. Chạy lẹ đi em ơi. Come on, vô đây lẹ. Trời ơi, có Skibidin nó kìa. Qua đây. Ok, Lucky qua đây mở cửa đi. Cái cửa này quen quen, cái cửa này giống như cái hình lick của anh Dafu cho coi á. Vô đây nào anh em ơi, đóng cửa lại. Wow, an toàn rồi các bạn. Why what? Wait a minute. Một phòng thí nghiệm của tụi Skibidi. Và trong đây có rất là nhiều vũ khí khác nhau. Cái gì đây? Skibidi dom dom. Yes, yes. Skibidi domi dom. Neat, neat. Skibidi. Anh ấy ghi chữ Skibidi thiệt. Mình không có nói xạo. Nhìn vô đây nè. Skibidi dom dom. Yes, yes. Skibidi domi dom. Neat, neat. Nó ghi toàn tiếng Skibidi cơ mà đâu có hiểu đâu các bạn. Rồi cái này ôm Skibidi yeah gì đó nè. Wait a minute. Ở đây nó có hình của ông tiến sĩ và hình của con Astro. Wait what? What? Vô cái này có ý nghĩa là gì đây? Không biết nữa. Cái gì vậy? Alpha Hill Lab get new administrator. Ok rồi, để bây giờ mình dịch tiếng Anh cho các bạn nghe nha. Đây nè. Alpha Hill Lab có nghĩa là phòng thí nghiệm Alpha Hill đã có được người quản trị mới. À, người quản lý mới vậy đi. Government là chính phủ đã tài trợ cho phòng thí nghiệm này. Hình như underground, chắc là phòng thí nghiệm bí mật hay gì các bạn ơi. Để thí nghiệm ra một cái chủng loài Agitator gì cái này của nó mở quá mình đọc không có được. Rồi cái này nó là detail second gì second reason. À có nghĩa là một cái lý do thứ hai của việc gọi khúc nàng sau này không nhìn thấy gì để dịch luôn các bạn. Thôi cái này là chắc là để mấy bạn phân tích nè, mấy bạn mà chuyên gia phân tích của Việt Nam chúng ta phân tích là lúc đó chúng ta hiểu sao nha các bạn nha. Anh chị tạm thời dịch tới đó thôi nha các bạn. Cái này là vào ngày 2 tháng 7 năm 1979. Ừ. Cái này anh Jay còn chưa sinh ra nữa các bạn à. Mình sinh ra vào năm 2000. Cái này là 1900 mấy rồi. Mà lúc này có anh Hai Dafu mình rồi các bạn. Vậy là chứng tỏ ông già lắm rồi đó. Oh my god. Ok, let's go. Một cuốn sách có hình của tập TV. Vậy mày nói cái gì đây vậy? Anh Lucky Cameraman. Một con Skibidi trang bị màn hình TV luôn kìa. Ai trời ơi, đèn khải quyền. No. Chết anh em chúng ta rồi. Ui. Anh Dark Spiderman đẩy mình đi các bạn ơi. Cảm ơn rất nhiều. Để mất kiến vào anh. Let's go baby. Để mất kiến thành công. Trời ơi. Anh Dark Spiderman đang bị nó quýnh các bạn ơi. Mày hả mày. Mày lấy màn hình nữa đi. Mày sao. Mày gãy nó đi. Trời ơi, mày chết luôn. Mày láo một con. Lại đây. Để tôi đập nó. Mày hả bưởi. Nói nhiều hả con Skibidi lỏ này. Easy game. Ê, nhưng mà anh Lucky Cameraman. No. No bro. Anh Lucky Cameraman, tỉnh dậy đi. Tôi ổng nằm một đống rồi. Chết rồi các bạn ơi. Lucky Cameraman hy sinh rồi hả? Không thể nào có chuyện này được. Bây giờ chúng ta đang lấy những cái vũ khí được tụi Skibidi nó thí nghiệm nè các bạn. Tụi Skibidi nó thu thập mấy cái này về để tụi nó thí nghiệm á. Bây giờ thì mình đang lấy cái điện thoại của Lucky Cameraman để thay việc qua nấy luôn. Và anh Lucky Cameraman ảnh nó đi rồi các bạn. Cái tập gì mà nó đau lòng vậy, hai người hy sinh luôn. Bro, hai người hy sinh trong tập này luôn các bạn. No, God, please, no, no.
No! Một anh cameraman lỏ và một anh lucky cameraman. Mà từ đó đến giờ mình với bạn Bùm, với bạn Zero Anime và kể cả bạn Ben chơi điện tử, bốn tụi mình không bao giờ nghĩ được Lucky Cameraman sẽ là người lên đường các bạn. Bởi vì Lucky Cameraman là người của anh Đa Phu chọn mà sao anh lại lên đường được. Nhưng mà cuối cùng cũng lên đường thiệt rồi các bạn ơi. Một phút mặc niệm dành cho Lucky Cameraman nào các bạn. Người Tây Bắc tôi. Ông hả lộn nhạc. And no pleasure, nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. Anh Lucky Cameraman, hy sinh của anh tụi em sẽ không bỏ nó làm gọi là gì ta, gọi là uổng hoang phí đâu. Cùng nhau coi lại tập này nha các bạn nha, để coi có những chi tiết gì chúng ta đã bỏ qua nha các bạn. Ok. Ôi công nhận tập này hay thì cái chứ, nhưng mà có quá nhiều sự hy sinh trong tập này các bạn à. Ok, let's go, cùng nhau coi lại nha các bạn. Bình luận chưa ok để coi lại nha. Còn ai mà không muốn coi lại thì bình luận nút like cho, nút like được cái kênh, ok chưa? Nhưng mà đằng nào cũng phải coi thôi mấy ní. Rồi cùng nhau coi lại nè các bạn ơi, tập này khá là dài luôn, tập này hình như dài tới 3-4 phút gì á. Nè, khúc này đó, cái con Skibidi kia nó dụ chúng ta. Nè, thấy không? Có đưa anh cameraman lên, mình tưởng anh cameraman thiệt các bạn. Các bạn nào tưởng giống mình hay không, bình luận số 1 đi các bạn tưởng giống mình nha. Mình tưởng này là cameraman thiệt không á. Cuối cùng là một cú lừa, nó quăng quả bom vô. Thằng này mày vô nhân tính quá đi. Tôi cho mày giật điện nè con. Thôi con người nó quá nhiều vũ khí trên người luôn các bạn. Nào là súng năng lượng rồi, nào là bom đồ các kiểu nha. Và anh này biết là chúng ta quýnh không lại, anh ấy đã ôm con Skibidi này nhảy xuống luôn. Dừng lại. Anh Kito đưa tay kêu dừng lại mà anh không chịu. Anh hy sinh luôn các bạn để cứu chúng ta. Một người tốt thật sự á. Wow, thật là đau buồn quá đi các bạn ơi. Rồi thang máy sẽ có hiện tượng sập rồi, anh Dustin Bitcoin sẽ đưa hai người kia đi. Còn lúc này thì mình chưa có jetpack nữa, mình phải dùng những cái móng vuốt ở trong tay là anh Kirito đâm để leo lên. Sập luôn. Nhưng mà khúc này mình khá là khó hiểu. Nếu như là anh Cameron Kirito mà chấp nhận bắt tay của Dax Bigman đưa lên á, thì coi như là chúng ta sẽ giảng hòa lại đường trước mình đấm anh Dax Bigman nha các bạn nha. Nhưng mà tại sao lại không bắt tay mà anh đập tay người ta ra luôn. Thấy chưa? Anh Cameron Kirito đánh kỳ rồi cái chứ. Tính này ngộ ghê á. Đúng các bạn. Các bạn thấy anh Kirito hôm nay nhìn rất là kỳ cục hay không? Hãy bình luận liền cho mình biết nha các bạn nha. Ai mà thấy kỳ cục bình luận số 2 nha các bạn. Mình thấy rất là kỳ cục luôn á. Mình bình luận số 2 liền luôn. Không ai mình chuyển qua mình hâm mộ Dax Bigman luôn rồi. Hâm mộ nội Kirito làm gì nữa rồi. Người gì mà tính kỳ quá. Nè coi nè, tụi Skibidi nó vô. Nó chơi tắt đèn cái nó nhìn xong nó mở đèn lại thấy nó láo chưa. Đó, chúng ta tắt đèn đi. Im lặng. Nói đi, nó kiếm kìa thấy không. Mà công nhận cameraman mình xịn thiệt chứ có nhìn trong đêm nữa các bạn. Ê, giờ mới để ý kỹ nha. Ông cameraman này bị rách cái quần mà anh làm rách cái áo mà rách ở ngay cái đít. Đang nghiêm túc tự nhiên nói gì người ta rách đồn chi ông nội. Nhưng mà rách ở cái chỗ kỳ thì cái chứ. Hình như là cái anh cameraman kia cũng bị rách ở cái đít luôn. Rồi chạy vô đây. Ok, mở cửa thì chạy thôi. Giọt lẻ đi em ơi. Đưa cho mình căn phòng này. Căn phòng này là căn phòng trưng bày vũ khí mà tụi Skibidi nó thu thập được á các bạn. Wow bro. Vô đây nào anh em ơi. Hiện tại đội hình của chúng ta là chỉ có một anh cameraman lỏ, một Lucky cameraman, một Dax Bigman và chúng ta là cameraman Kirito, bốn người duy nhất. Nè, ở đây có quá trời trưng bày vũ khí luôn. Có cả khẩu súng cũ ngày xưa của Titan Speakerman nè các bạn. Và có cả... Nhìn nè, đây chính là cái bàn tay của Titan Cameraman các bạn. Có ai để ý này không? Nguyên một cái bàn tay của anh ấy luôn. Mà tụi nó mang về đây tụi nó thí nghiệm, tụi đây nó gớm thì cái chứ. Có cả cặp loa của Titan Speakerman nữa, nó cũng mang về đây nè các bạn ơi. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái bàn tay của Titan Cameraman nó mang ở đây luôn kìa. Để mốt Titan Cameraman vô đây lấy lại gắn vô nha các bạn nha. Wait what? Còn cái này là một cái báo cáo gì đó mình cũng không biết được nữa. Nhìn đọc khá khó hiểu, không có cái ngôn ngữ nào đó, cái ngôn ngữ đâu hết trơn. Rồi trên đây mình nãy mình mới dịch cho các bạn nghe nha. Ôi nhưng mà các bạn nhìn kỹ ở trong cái tấm hình này nè. Nhìn thật là kỹ nha các bạn. Đây nè. Đây chính là anh Da Phu nãy không? Và bên đây nhiều bạn nghĩ đây chính là Mel 07 đúng không? Không phải.
Đây là mèo 09 nha các bạn nha. Nhìn kỹ khuôn mặt này nè. Đây là mèo 09, là một người manly hơn và giỏi hơn là mèo 07 rất là nhiều nha các bạn nha. Chứ mèo 07 làm Skibidi rồi. Nhưng mà bên đây mới là điều đặc biệt là các bạn thấy gì không? Thấy ai ở đây không? Thấy cái người đứng kế bên anh Đao Phu ở bên tay phải không các bạn? Cái thằng để mất kiến đầu chọc này nè. Chính là tên tiến sĩ đó các bạn à. What the hell? Skibidi tên tiến sĩ là hắn ta. Hắn ta đang có âm mưu gì đó các bạn. Ôi mẹ đẹp bro. Vậy là ngày xưa hắn ta đã từng là một con người, nhưng mà đã chuyển qua làm Skibidi. Và trong cuốn sách này có cái gì đó mình cũng không biết. Cuốn sách nói về tập TV hả? Hay là cuốn sách khải quyền? Nhưng mà khúc này anh Lucky Gunman bị đâm vô bên đây. Và nếu như các bạn không biết là anh Lucky Gunman bị đâm ngay ở bên đây nè bạn, là ngay trái tim nha các bạn nha. Vì vậy là đã bro, nó mở đèn khải quyền kìa. Và Dark Spirit Man đã cứu chúng ta các bạn à. Thấy chưa, thấy người tốt chưa? Người tốt mà vậy mà Cameraman Kirito không hiểu gì hết trơn á. Để mất kiến vô là hết sợ liền. Trời ơi, khúc này là anh Cameraman này cũng chết luôn hả? Hình như là do ảnh không có mắt kiến để đeo các bạn ơi. Hay cho nên là ảnh đã lên đường luôn. Trời ơi, vậy là hôm nay cũng phải là hai người hy sinh mà là ba người. Hay chưa, coi đây lần nữa là biết liền ba người luôn. Hold up, wait a minute. Bây giờ còn có hai người đi chiến đấu à? Mày hả mày? Mày cho mày đuôi hai mắt luôn. Cho mày nghe tiếng nhạc cha em. Xong rồi mày sẽ lên đường cái cuối. Bro. Trời ơi, cái loa của cái tai nghe của anh Dark Speed các bạn bị bể mất một bên luôn rồi nè các bạn. No bro, quá nhiều sự hy sinh trong tập này rồi. Tạm biệt anh, cảm ơn rất nhiều. Và bên đây một anh cameraman lỗ cũng đã lên đường các bạn. Quá trời là buồn rồi bạn ơi, quá trời là buồn rồi. Thôi, tranh thủ nâng cấp vũ khí luôn. Có gì xài đó. Mở cửa đi. Cậy thì cái chứ. Ui, anh Dark Speed Command đã lụm cho mình nguyên một cái ngọn giáo dài thòn lòn luôn các bạn. Đúng rồi, lấy ngọn giáo này quýnh lên tiến sĩ. Nó có mấy cái cửa nè, mà không biết trong cửa nó có cái gì nữa các bạn. Đi thôi, let's go baby. Vậy là hôm nay từ lúc mà bắt đầu phim là có 5 người, có 5 người nào đúng mà có 5 người. Bây giờ mất 3 người còn đúng 2 người các bạn. Đây là một tập rất là buồn nha các bạn nha. Mặc dù là chiến đấu rất là mãn nhãn và chúng ta biết được thêm trong là căn cứ tụi Skibidi có những gì, nhưng mà càng coi thì càng thấy đau buồn nha các bạn nha. Không biết là trong tương lai có còn có một người không nữa các bạn. Mình mong là mấy chị kia sẽ vô lẹ lẹ cứu chúng ta nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của mình rất là nhiều. Nếu bạn thích video này nhớ lại cho video một nút like nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.